áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì, vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu của Việt Sách. Và hôm nay thì cô trò mình tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong một chương mới của toán lớp 4, đó là chương 3. Và bài học đầu tiên ở trong chương 3 chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu hôm nay, đó là bài dấu hiệu chia hết cho 2. Rồi, bây giờ cô mời các bạn hãy cùng nhau nhìn lên bảng. Chúng ta sẽ có một ví dụ như sau ạ. Các phép chia 10 chia 2 thì được 5 này, 32 chia 2 thì được 16 này, 14 chia 2 thì được 7 này, 36 chia 2 thì được 18 và 28 chia 2 thì được 14 ở cột thứ nhất với các phép chia cho 2. Tiếp theo chúng mình cũng sẽ có các phép chia cho 2 như sau này. 11 chia 2 thì được 5 nhưng mà lại dư 1. 32 chia 2 thì được 16 và cũng dư 1. 15 chia 2 thì được 7 và cũng dư 1. 37 chia 2 bằng 18, dư 1. Và cuối cùng 29 chia 2 bằng 14 thì cũng dư 1. Như vậy các bạn hãy quan sát giúp cô. Ở cột bên trái này thì là các số thì chia hết cho 2, đúng không ạ? Không có số dư. Và bên cột bên phải là các số chia cho 2 nhưng mà có số dư là 1. Như vậy các bạn hãy nhìn giúp cô vào các số bị chia ở trong cột chia với các phép chia cho 2 đầu tiên. Chúng ta thấy các số bị chia ở đây là 10 này, 32 này, 14 này, 36 và 28. Các bạn hãy quan sát thật kỹ giúp cô vào chữ số tận cùng của các số bị chia này ạ. 0, 2, 4, 6 và 8. Như vậy thì từ đây chúng mình sẽ rút ra giúp cô một nhận xét như sau. Các số mà có chữ số tận cùng là 0 này, 2 này, 4, 6 hoặc là 8 thì như thế nào đấy ạ? Thì chúng sẽ chia hết cho 2. Chia hết có nghĩa là phép chia thực hiện xong mà có số dư là 0 hay là không dư. Đó, như vậy chúng mình sẽ có như vậy. Tiếp theo các bạn hãy quan sát thật kỹ giúp cô vào các số bị chia ở trong phép chia ở cột thứ 2. Thì chúng mình thấy số bị chia ở đây là 11 này, 33 này, 15 này, 37 và 29. Các chữ số tận cùng của các số bị chia là mấy ạ? 1, 3, 5, 7 và 9. Như vậy thì các số này thì không chia hết cho 2 hay là chia cho 2 mà có số dư, đúng chưa ạ? Như vậy chúng mình sẽ suy ra được một nhận xét như sau ạ. Các chữ số mà có tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 thì là các số mà không chia hết cho 2. Đó, cô nhắc lại này. Đó chính là dấu hiệu chia hết cho 2 mà chúng mình cần phải nhớ trong bài học ngày hôm nay. Các số mà có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6 và 8 thì sẽ chia hết cho 2. Ngược lại thì chúng mình sẽ có chú ý là các số mà có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7 và 9 thì không chia hết cho 2. Như vậy thì ở đây chúng mình sẽ có thêm một khái niệm như sau ạ. Chúng mình sẽ có là số chẵn và số lẻ. Hôm nay chúng mình sẽ học khái niệm về số chẵn và số lẻ. Các số mà chia hết cho 2 thì được gọi tên là số chẵn. Các bạn nhớ chưa ạ? Các số chẵn là các số mà chẳng hạn như là 0, 2, 4, 6, 8, 156, 158, 160 đây. Các số này cũng có chữ số tận cùng là 0, là các số 0, 2, 4, 6 hoặc 8 đấy ạ. Đây, 6 này, 8 này, 0. Thì các số này là các số chẵn. Cô nhắc lại này, các số chẵn là các số mà chia hết cho 2 hay là các số mà có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6 hoặc là 8. Như vậy chúng mình cũng sẽ có ngược lại với số chẵn, có nghĩa là số lẻ. Thì chúng mình sẽ có các số mà không chia hết cho 2 thì được gọi là các số lẻ. Đây, chẳng hạn như là 1, 3, 5, 7 hay là 567, 569, 571, đó là các số lẻ. Cô nhắc lại này, các số lẻ là các số mà không chia hết cho 2 hay là các số mà có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Đây, chữ số tận cùng là 7, 9 này, 1. Vậy thì các số này không chia cho 2. Vậy để hiểu hơn về dấu hiệu chia hết cho 2 và số chẵn và số lẻ thì bây giờ cô cho mình sẽ cùng nhau chuyển qua phần bài tập ạ. Mình sẽ có bài tập số 1 như sau. Bài 1, trong các số 35, 89, 98, 1000, 744, 867,
7536 này, 84.683, tiếp theo 5.782, 8.401. Câu A, số nào chia hết cho 2? Câu B, số nào không chia hết cho 2? Rồi, bây giờ các bạn hãy nhớ lại giúp cô, các số chia hết cho 2 thì là các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6 hoặc là 8. Chúng mình hãy cùng kiểm tra giúp cô xem trong các số này thì số nào có các chữ số tận cùng như vậy. Đầu tiên, 35 có chữ số tận cùng là 5. Vậy thì 35 không thể chia cho 2 rồi. 89 có chữ số tận cùng là 9, cũng không chia cho 2. 98, số này có chữ số tận cùng là 8. Vậy thì số 98 này chắc chắn chia cho 2 rồi đúng không ạ? Rồi, bây giờ cô sẽ gạch chân cả số này để tí nữa chúng mình sẽ ghi vào nhá. Số 1000 thì có chữ số 0 là tận, có chữ số 0 là chữ số tận cùng. Vậy là số này sẽ cũng chia hết cho 2, đánh dấu ở đây luôn này. 744 có 4 là chữ số tận cùng. Vậy thì số này cũng chắc chắn chia cho 2 đúng chưa ạ? 867 thì có chữ số tận cùng là 7, có chia cho 2 không ạ? À, không chia cho 2. Tiếp theo này, 7536, chúng mình chỉ cần quan tâm đến chữ số tận cùng của số đó thôi ạ. 6. Vậy thì số này chắc chắn là chia cho 2 rồi. Số tiếp theo này, 84.683, chữ số tận cùng có nghĩa là chữ số cuối cùng ấy ạ, là chữ số hàng đơn vị đấy ạ. 3 thì không chia cho 2 rồi. Tiếp theo này, 5.782, có 2 là chữ số tận cùng thì số này chắc chắn chia cho 2, đúng chưa ạ? Số cuối cùng là 8.401, chữ số cuối cùng là 1, vậy thì số này cũng không chia cho 2. Như vậy là chúng mình đã tách ra được nhóm số chia cho 2 và các số không chia cho 2 rồi. Bây giờ chúng mình sẽ vào trả lời này. Ta có bài giải như sau. Câu A là các số chia hết cho 2 là các số chia hết cho 2 là. Rồi bây giờ chúng mình sẽ ghi giúp cô các số mà chúng mình vừa đánh dấu ra. Này, đầu tiên là 98 ạ. Đúng chưa ạ? 1000. Giữa các số thì các bạn ngăn cách bằng dấu chấm phẩy giúp cô ạ. 744. 7536. 5.782 nữa. Như vậy chúng mình có bao nhiêu số chia cho 2 ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Vậy chúng mình sẽ có 5 số chia cho 2 ở trong bài tập 1 này. Chúng mình đến với câu B trả lời này. Số nào không chia cho 2? Chúng mình sẽ trả lời là các số không chia hết cho 2 là. Các số không chia hết cho 2 là. Chính là các số còn lại ạ. 35. Tại vì nó có chữ số tận cùng là 5 nên nó sẽ không chia cho 2. 89. 867. 84.683. Và số cuối cùng 8.401. Như vậy chúng mình có bao nhiêu số không chia cho 2 ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Ở đây chúng mình cũng có 5 số không chia cho 2 ở trong bài tập 1 này. Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển qua bài tập số 2. Chúng mình có bài tập số 2 như sau ạ. A, viết 4 số có 2 chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2. B, viết 2 số có 3 chữ số, mỗi số đều không chia cho 2. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm từng phần một. Câu A là viết 4 số có 2 chữ số. Rồi. Và mỗi số này thì đều chia hết cho 2. Đây. 4 số của chúng mình thì mỗi số đều phải có 2 chữ số ạ. Bây giờ chúng mình đến với phần A trước này, bài giải.
Câu A, chúng mình sẽ có 4 số đó là, đây, hoặc là các số đó là đều được. Đầu tiên là 4 số này phải có 2 chữ số. Thì cô sẽ viết chữ số đầu tiên là số bất kỳ, chúng mình thích viết số nào cũng được. Đây, cô sẽ viết là 3 này. Và số này chỉ có 2 chữ số. Vậy thì chữ số cuối cùng cũng là chữ số thứ 2 ấy, thì phải là các số chia cho 2, có ví dụ như là bao nhiêu ạ? 0, 2, 4, 6 hoặc 8. Vậy thì cô chọn số đầu tiên, cô sẽ ghi là 0. Đó, có nghĩa số đầu tiên cô viết được là 30. Đến số thứ 2 thì chữ số thứ nhất ở hàng chục cô cũng sẽ viết bất kỳ, cô thích số nào cô viết số đó. Nhưng mà chúng mình nhớ là không được viết chữ số 0 thôi ạ. Cô sẽ viết là 7. Và chữ số tận cùng hay chính là chữ số thứ 2 cô chọn là 4. Vậy cô sẽ được số là 74. Đó, chữ số này có tận cùng là 4, vậy chắc chắn nó chia cho 2 rồi. Mình đã biết được 2 số rồi, còn 2 số nữa. Số thứ 3 cô sẽ chọn ở hàng chục là 9 này. Hàng đơn vị thì cô chọn là 8. Cô được số 98. Nó có tận cùng là 8, vậy chắc chắn là chia cho 2 rồi. Một số nữa thì cô sẽ chọn hàng chục là 5. Hàng đơn vị cô sẽ chọn là 6 đấy ạ. Đó, mình được số 56. Thì 56 là có chữ số tận cùng là 6 thì nó sẽ chia cho 2. Như vậy là cô đã hoàn thành xong phần A, viết 4 số. Mỗi số thì có 2 chữ số đây rồi ạ. Và các số này đều chia cho 2. Đến với phần B mình có này. Viết 2 số có 3 chữ số này. Và mỗi số đó đều không chia cho 2. Các bạn đọc thật kỹ đi yêu cầu của đề bài để chúng mình có thể làm chính xác này. 2 số này thì đều có 3 chữ số. Mình sẽ có là 3, 2 số đó là, hoặc là mình có lời giải chi tiết hơn là 2 số mà có 3 chữ số không chia cho 3 là đều được. Đây, chúng mình có 2 số đó là, số có 3 chữ số thì 2 chữ số đầu tiên cô sẽ chọn là số bất kỳ, chúng mình thích số nào cũng được. Đến số thứ 3 có nghĩa là số tận cùng thì nó phải là các số hoặc là 1, 3, 5, 7 hoặc là 9 thì mới không chia cho 2 được ạ. Có nghĩa đó là số lẻ đấy ạ. Đây, cô sẽ chọn đầu tiên là 1, 2, đến chữ số thứ 3 thì cô sẽ chọn là 5 đấy ạ. Vậy cô được số đầu tiên là 125. Số này thì có 3 chữ số và có chữ số tận cùng là 5. Nó sẽ không chia cho 2. Đến số thứ 2 cô sẽ chọn là 7, 8 ở hàng trăm và hàng chục. Đến hàng đơn vị thì cô sẽ chọn là 9 ạ. Đó. Vậy thì các bạn nhìn thấy giúp cô số 789 này có chia cho 2 không ạ? À, nó có chữ số tận cùng là 9, vậy nó không chia cho 2. Như vậy là ở trong bài tập này cô đã tìm ra các số chia hết cho 2 và các số không chia cho 2. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Các bạn nhớ giúp cô là các số chia cho 2 thì có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6 hoặc là 8. Và đó là các số chẵn. Và các số mà không chia cho 2 thì là các chữ số có tận cùng là 1, 3, 5, 7 hoặc là 9. Đó chính là các số lẻ các con ạ. Rồi bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển qua bài tập số 3. Chúng ta có bài tập số 3 như sau ạ. Với A này, với 3 chữ số 3, 4, 6, hãy viết các số chẵn có 3 chữ số, mỗi số có cả 3 chữ số đó. Đây, đều có 3 số này. Số chẵn với 3 chữ số 3, 5, 6, hãy viết các số lẻ có 3 chữ số, mỗi số có cả 3 chữ số đó. Rồi, chúng mình sẽ cùng nhau giải quyết từng phần một. Phần A này, với 3 chữ số 3, 4, 6 thì chúng mình cần phải viết các số chẵn mà có 3 chữ số. Và 3 chữ số, mỗi số đó thì phải là đều xuất hiện cả 3 chữ số mà đề bài cho. Vậy thì trước tiên cô sẽ viết như sau ạ. Câu A này, mình sẽ có là các số đó là, đây, chúng ta sẽ có như sau. Đầu tiên cô sẽ lấy 3 là ở hàng trăm trước này. Các bạn lưu ý với cô, các số chúng mình viết ra đều phải có 3 chữ số. 3 chữ số xuất hiện ở đề bài đây. Và nó phải là số chẵn, có nghĩa là nó phải có tận cùng là 0, 2, 4, 6 hoặc 8. Nhưng ở đây chúng mình chỉ có 4 với 6 để chọn làm chữ số tận cùng thôi. Vậy khi mà 3 đóng vai trò ở hàng trăm thì chúng mình sẽ có các số là 346. Đúng chưa ạ? Nó đã là số chẵn chưa ạ? Nó có 6 ở tận cùng thì nó là số chẵn.
Tiếp theo cô đổi chỗ 6 và 4 đi thì cô được số là 364. Được chưa ạ? Đây đều là hai số chẵn. Rồi bây giờ chúng mình sẽ chọn tiếp 4. Đây, 4 sẽ đứng vị trí ở hàng trăm này. Vậy mình sẽ được số là 3, 4, 3, 6, 436. Và còn một số nữa là 4, 6, 3, 463. Nhưng mà nếu là số 463 thì nó sẽ có chữ số 3 ở tận cùng, thì nó có phải số chẵn không ạ? Vậy chúng mình sẽ loại số này đi, số này không thể viết vào đây được tại vì nó là số lẻ. Rồi, như vậy chúng mình đến với chữ số 6 này, chúng mình để nó ở hàng trăm và đổi vị trí của hai chữ số kia đi. Thì ta sẽ có số đầu tiên là 634 này. Đó có phải số chẵn không ạ? À, có 4 là chữ số tận cùng, vậy nó là số chẵn. Tiếp theo mình có số là 643. 643 có chữ số tận cùng là 3, vậy thì nó có phải là số chẵn không ạ? À, nó là số lẻ. Vậy chúng mình sẽ không thể điền, không thể viết tiếp vào phần A này được, tại vì phần A này chỉ yêu cầu viết các số chẵn thôi. Như vậy là chúng mình đã viết được 1, 2, 3, 4. 4 số có 3 chữ số và đều là các số chẵn. Đó. Mỗi số thì đều xuất hiện các số 3, các chữ số 3, 4, 6 theo đề bài yêu cầu. Đó chính là cách mà chúng mình sẽ viết được các số từ các chữ số mà đề bài cho và đúng theo yêu cầu của đề bài như thế này. Tương tự cách làm này chúng mình sẽ hoàn thành phần B như sau ạ. Đây. Phần B. Các bạn có thể trả lời đầy đủ bằng cách như sau. Các số lẻ có 3 chữ số, mỗi số số xuất hiện 3 số, chữ số 3, 5, 6 là đều được. Nhưng mà cô sẽ viết câu trả lời một cách ngắn gọn hơn, đó là các số đó là. Chúng mình sẽ có các số phần A khác và các số phần B khác, vì vậy chúng mình cần phải điền A, B là thật chính xác này. Phần B chúng mình cần phải viết các số lẻ, nhớ là các số lẻ này, và cũng có 3 chữ số, mỗi số đều phải có cả 3 chữ số mà đề bài cho như thế này. Các số lẻ là các chữ số mà có tận cùng là 1, 3, 5, 7 hoặc 9, đúng chưa ạ? Vậy thì ở đây chúng mình có là chỉ có thể là 3 và 5 là các chữ số tận cùng thì là các số lẻ thôi. Còn 6 này thì là số chẵn rồi, chúng mình không thể cho vào được. Chúng mình sẽ để 3 làm chữ số ở hàng trăm trước này. Vậy chúng mình sẽ có số là 356. Thì 6 là chữ số tận cùng, nó là số chẵn rồi. Vậy số này không thể đưa vào đây được. Chúng mình chỉ có số là 365 được không ạ? 365 đã là số lẻ chưa các con nhỉ? À, có 5 là chữ số tận cùng, đã đủ yêu cầu rồi. Tiếp theo thì chúng mình sẽ có 5 là đứng ở vị trí ở hàng trăm. Cô sẽ có số là 563. 563. Được chưa ạ? Đã là số lẻ chưa ạ? Có 3 là chữ số tận cùng, đúng yêu cầu. Mình sẽ có số nữa là 536. Nhưng mà 536 thì có 6 là chữ số tận cùng, nó là số chẵn thì không đúng yêu cầu rồi. Chúng mình sẽ chuyển đến với 6 để ở hàng trăm, cũng sẽ để chữ số 6 lên hàng trăm. Vậy ta có số 635 trước. Nó là số lẻ. Và 653, đổi chỗ hai chữ số này đi. Được chưa ạ? Rồi. Như vậy đã hết chưa ạ? Còn số nào nữa không ạ? À, chúng mình không còn số nào nữa từ 3 số mà đề bài cho. Vậy ở đây câu B thì chúng mình đã lập được 4 số là các số lẻ và nó có đầy đủ cả 3 chữ số theo đề bài cho, đó là số 365, 563, 635 và 653, các số lẻ. Rồi, bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển qua bài tập tiếp theo ạ. Chúng mình có bài tập số 4 như sau ạ. A. Viết số chẵn thích hợp vào chỗ chấm. Ở đây chúng mình có các số là 340, 342, 344. Như vậy chúng mình thấy là 340 và 342 thì hơn kém nhau 2 đơn vị. 342 và 344 cũng hơn kém nhau 2 đơn vị. Và đây là các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4 là các số chẵn rồi. Vậy thì tiếp theo chúng mình chỉ có là số tiếp theo là bao nhiêu ạ? 344 thêm 2 nữa là 346 này. Viết vào. 346 có phải số chẵn không ạ? À, có chữ số 6 tận cùng, vậy nó là số chẵn. Vậy chúng mình sẽ cộng tiếp với 2, ta sẽ có 346 cộng 2 bằng 348. Nó cũng là số chẵn.
Và số cuối cùng là 350 cũng hơn 348 hai đơn vị. Như vậy, dãy số chúng mình tìm được là các số chẵn và hai số liên tiếp nhau thì hơn kém nhau hai đơn vị, đúng chưa ạ? Chúng mình đến với phần B này, viết số lẻ thích hợp vào chỗ chấm các số lẻ. Ta sẽ có là 8347, 8349, 8351. Như vậy chúng mình cũng thấy là như thế nào đây ạ? Hai số liền kề nhau thì hơn kém nhau là hai đơn vị, đúng không ạ? Và đây đều là các số lẻ này, có tận cùng là 7, 9, 1. Vậy bây giờ chúng mình phải thêm hai đơn vị vào số cuối cùng đây là 8351 để chúng mình điền được vào dấu chấm này. Vậy cô sẽ thêm 2 thì được là 8350 mấy ạ? 3. Và đây cũng là một số lẻ, đúng chưa ạ? Tiếp theo chúng mình chỉ cần cộng thêm 2 nữa được là 8350 mấy ạ? 55. 8355. Nó là một số lẻ theo yêu cầu của đề bài, đúng chưa ạ? Và số cuối cùng là 8357 cũng hơn 8355 là hai đơn vị và nó cũng là một số lẻ. Như vậy thì ở trong phần B này chúng mình đã viết được một dãy số đều là các số lẻ và các số lẻ này thì có là hai số liền kề nhau thì hơn kém nhau là hai đơn vị. Như vậy thì các bạn đã nắm chắc được thế nào là số lẻ, thế nào là số chẵn chưa ạ? Rồi, và qua bài học ngày hôm nay thì các bạn hãy nhớ giúp cô kiến thức sau. Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6 và 8 thì chia hết cho 2. Đây chính là dấu hiệu để chia cho 2. Và từ nhận xét hay là dấu hiệu này thì chúng mình sau này sẽ rất dễ dàng làm vào rất nhiều các bài tập có liên quan. Về nhà các con hãy học thuộc giúp cô dấu hiệu này nhé. Rồi bây giờ thì bài học đến đây là kết thúc và cô phải nói lời chào tạm biệt với tất cả các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau ạ. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.